Vâng, xin được kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Sơn Cỏi Vlog. Thưa quý vị và các bạn thân mến, siêu bão số 3 đã đi qua, nhưng hậu quả nó để lại cho các tỉnh của nước ta vẫn rất là lớn, và các mực nước tại trên các sông ở các tỉnh phía Bắc hiện đang dâng rất cao. Nơi Sơn Cỏi Vlog đang sinh sống là thành phố Thái Nguyên, mực nước sông Cầu đang tăng rất nhanh và ảnh hưởng tới các xã phường trong tỉnh Thái Nguyên. Và ngay trong đêm hôm qua, đêm mùng 8 tháng 9 thì người dân đã phải gấp rút để di chuyển ra khỏi nơi nguy hiểm. Và đây là những hình ảnh mà ngày hôm nay, trong buổi sáng ngày hôm nay, Sơn Cỏi Vlog đang có mặt trực tiếp tại cầu Mỏ Bạch, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Khi mà địa bàn là phường Quang Vinh đang bị ngập lụt rất nặng, các cơ quan của tỉnh Thái Nguyên đang dồn toàn lực để ứng cứu cho những bà con đang ở trong những vùng ngập lụt nguy cơ, nguy hiểm để di dời về những nơi an toàn. Như quý vị đang nhìn thấy, các lực lượng chức năng đang làm việc rất vất vả. Vì là mực nước dâng vào buổi đêm nên mọi người vẫn chưa kịp sơ tán hết. Hiện tại thì có những người vẫn đang mất liên lạc tại khu vực ngập lụt, nên mọi công tác cứu trợ đang rất khẩn trương để mong rằng sẽ không có những trường hợp rủi ro xảy ra. Quý vị và các bạn theo dõi nhìn thấy được, thiên tai thật sự rất đáng sợ đối với con người chúng ta. Đây là lần thứ hai mà Sơn Cỏi Vlog chứng kiến cảnh ngập lụt nó kinh khủng như vậy. Trước đây thì ngày bé, Sơn Cỏi Vlog cũng đã từng chứng kiến một trận bão lũ đi qua tại quê của mình, và khi đó thì cũng mọi thứ cũng tan hoang ở một vùng quê. Nhưng còn ngày hôm nay thì Sơn Cỏi Vlog đang chứng kiến tại khu vực thành phố của Thái Nguyên. Thì thực sự là từ bé đến lớn, mọi người ở đây cũng chưa chứng kiến cái cảnh mà thành phố lại bị ngập lụt trong biển nước như vậy. Mong rằng là trời sẽ tạnh mưa và mực nước sẽ giảm dần, không còn dâng như hiện tại, thì bà con sẽ rất khổ và mọi người sẽ rất lo lắng. Đây là những hình ảnh mà trực tiếp Sơn Cỏi Vlog đang quay lại cho toàn thể quý cô bác, cô chú, anh chị, các bạn trong và ngoài nước chúng ta xem và thấy được cái sự đáng sợ của thiên tai. Khi mà nó ngập lụt hay bão lũ đi qua thì không một thứ gì có thể cản trở được. Các quý cô bác, cô chú, anh chị, các bạn đang ở nước ngoài thì cũng xem được những hình ảnh về quê hương của mình. Rất nhiều tỉnh trong nước của Việt Nam chúng ta vừa qua là bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, hay còn gọi là siêu bão Yagi đi qua. Đặc biệt là các tỉnh như Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng và Thái Bình cũng ảnh hưởng rất nặng. Còn Thái Nguyên thì cơn bão nó chỉ ảnh hưởng tương đối bình thường, nhưng khi bão đi qua thì để lại lượng mưa rất lớn, khiến cho mực nước tại các sông ở các tỉnh phía Bắc đã tăng đột biến và đã tràn về tới thành phố Thái Nguyên, khiến cho mọi người không kịp trở tay. Bơm thuốc đấy.
to lắm. Ôi, đang đẩy vào cũng lực lượng cứu hộ đang rất là khẩn trương để di chuyển đồ đạc giúp bà con. Ôi, thiên tai rất là khổ quý vị ạ. Nhà dân ở bên trong mà lũ tràn về đấy. Đầu dưới này. Đầu dưới này mới dã man. Đây là đường chính của cầu Mỏ Bạch ấy. Đây là cái cầu Mỏ Bạch đây. Bình thường cái cầu đây, đây trên này giữa cầu. Đây, anh chụp cho nhá. Từ từ. Đây là hai chiến sĩ có lấy gì mày gửi cho đây các bạn. Đây là bắt đầu dưới cái đường để lên cầu, đây lên cầu Mỏ Bạch đây, mà hôm nay ngập kinh khủng này. Bố đâu? Bố đang cắm à? Đây người ta đi ra, đây còn đi vào làm gì để người ta vào người ta đón người ra đây chứ. Ừ, lên tít trên kia. Mất liên lạc. Lúc nào đấy? Yeah, đấy đi vào đi, lấy người ra. Đấy, em nhỏ rồi. Đây mình có rồi, đây đi vào. Thank you.
Đây là ở Thái Nguyên nhá các quý vị nhá. Đây là Thái Nguyên đấy, thành phố Thái Nguyên mà cũng như này đấy. Chưa bao giờ thấy cái cảnh tượng như này. Ai muốn đi được đấy.